Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Hôm nay Nguyễn Trung sẽ giới thiệu đến anh em một đôi loa toàn giải. Đôi loa này 8 inch, nó tương đương khoảng 20 cm. Thì cái đôi loa này là đôi loa Jensen C850, đôi loa của Mỹ. Và đây là một trong những cái đôi loa toàn giải mà Nguyễn Trung rất thích, vì cái tiếng của nó rất là dày và mộc mạc. Đó, thì những anh em chơi loa toàn giải thì khi mà nghe qua đôi loa này thì sẽ biết được về cái chất âm của em nói như thế nào. Và bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe thử một bản nhạc test nha. Nguyễn Trung đang ghép nó với lại cái âm ly Pilot 240. Rồi mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe nha. Thank you.
Rồi, cái video test cho cái đôi loa Zensense C850 đến đây thì Nguyễn Trung xin tạm dừng và muốn tiếp tục ở một cái video tiếp theo thì Nguyễn Trung sẽ test trên cái đôi loa này một bản nhạc vàng trước năm 75. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái video kế tiếp.